lộ bằng chứng khẳng định 100% đây chính là vợ sắp cưới của rapper Đinh Tiến Đạt. Khép lại ồn ào sau mối tình dang dở với Harry Won, Tiến Đạt giờ đây đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái Lê Thụy Vi. Sau thời gian yêu đương trong bóng đêm, cặp tình nhân đã quyết định xây dựng hạnh phúc trăm năm. Đêm ngày 27 tháng 12, hình ảnh rapper họ Đinh mặc vest làm chú rể bảnh bao, sánh đôi bên người tình họ Lê được lan truyền trên mạng xã hội. Kèm theo đó là tấm thiệp cưới giản dị, có ghi đầy đủ thông tin, tên tuổi, ngày giờ diễn ra hôn lễ của cặp đôi. Theo nội dung trên thiệp, lễ cưới của Tiến Đạt và Thụy Vi được cử hành tại Tư Gia vào sáng ngày 31 tháng 12 tới đây. Từ khi chia tay Harry Won, Tiến Đạt sống bình lặng, kín tiếng. Nam rapper chỉ tập trung vào công việc và dành thời gian cho những khóa tu. Vì thế, thông tin tình cũ Harry Won chuẩn bị trước nàng về dinh đang khiến showbiz Việt xôn xao. Được biết, hôn thê của Tiến Đạt là Lê Thụy Vi và không hoạt động trong làng giải trí. Bạn gái rapper họ Đinh sinh năm 1991, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy không sở hữu nhan sắc lộng lẫy, nhưng Thụy Vi lại gây ấn tượng với gương mặt ưa nhìn cùng nụ cười rạng rỡ. Trên trang cá nhân, bạn gái Đinh Tiến Đạt thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc vui tươi đời thường. Thi thoảng, Lê Thụy Vi đăng tải hình ảnh của bạn trai. Cũng như bao cặp đôi khác, Tiến Đạt, Thụy Vi rất thích hẹn hò ăn uống, vui chơi cùng bạn bè. Khi ở bên bạn gái, rapper họ Đinh dường như lột xác hoàn toàn. Thay vì style bụi bặm và râu ria ngầu đời, tình cũ Harry Won lại thích mặc đồ trẻ trung cá tính, tóc tai gọn ghẽ. Đặc biệt, Tiến Đạt còn cưa sừng làm nghẽ khi chu môi, phùng má như các cô cậu tuổi teen thời nay lúc chụp hình cùng người yêu. Gần đây nhất, cặp tình nhân tinh nghịch khi cùng nhau xuống đường mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam giành ngôi vô địch AFF Cup. Không chỉ hẹn hò vui chơi, Thụy Vi cùng đồng hành cùng hôn phu trong những khóa tu. Dù không có hình sánh đôi bên Tiến Đạt, nhưng cô gái họ Lê lại chia sẻ khoảnh khắc bên ca sĩ Phương Thanh, người bạn thân thiết với bạn trai khi hành hương về đất Phật. Ngoài ra, bạn gái Tiến Đạt cũng ủng hộ người yêu trong công việc, thường xuyên check-in tại địa điểm kinh doanh của bạn trai. Thụy Vi cũng khéo léo khẳng định chủ quyền khi thông báo tài khoản cá nhân của bạn trai trên mạng xã hội bị hacker tấn công, kèm lời cảm ơn. Mọi người ơi, theo thông tin từ anh Đạt thì Facebook và email của anh Tiến Đạt đã bị hack. Mọi người cẩn thận để không bị trục lợi nhé, vì cảm ơn nhiều. Bạn gái họ Đinh viết. Khi có người bạn đưa ra giải pháp lấy lại tài khoản cho bạn trai Tiến Đạt, Thụy Vi lễ phép. Em cảm ơn chị. Chị ơi, nếu chị có contact, cho em xin nha, hoặc điện thoại cho anh Đạt giúp em cũng được ạ.